20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam. Kể từ năm 1997, cũng là 20 năm Tam Kỳ trở thành trung tâm tỉnh lỵ. Một chặng đường chưa đáng kể so với lịch sử của vùng đất này, nhưng cũng đủ thời gian để Tam Kỳ lột xác từ một thị xã tỉnh lẻ thành đô thị loại 2 như hôm nay. Cũng là chặng đường minh chứng cho sự đoàn kết, đồng lòng và sức vươn lên mãnh liệt của Đảng bộ, quân và nhân dân Tam Kỳ. Tháng 2 năm 1990. Bà Phạm Thị Minh Chiến, Bí thư Thị ủy Tam Kỳ lúc bây giờ, bồi hồi nhớ lại. Khi mà nghe được tỉnh là ta lập từ Quảng Nam, tách tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng và Quảng Nam ta lập và tỉnh lỵ là được ở Tam Kỳ được làm cái nhiệm vụ trung tâm tỉnh lỵ. Thì có một bộ chiến sĩ mọi người có thể nó mừng vui và có thể một cái sự mơ ước từ lao mà chưa có. Nhân dân cũng phấn khởi. Thì cái đấy thì cái rất là rõ rồi, không ai lo. Còn cái chuyện lo là lo làm thế nào lãnh đạo cho tốt, cái sự phát triển, cái lãnh đạo đảng bộ để nó ổn định mà phục vụ cho cái nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Lúc bây giờ vô thì tỉnh ban đầu thì cũng phải là giải phóng mặt bằng, xây dựng khu dân cư, xây dựng trụ sở làm việc, rồi ổn định, rồi tỉnh cũng có nhiều chủ trương do Tam Kỳ phải làm. Thì Tam Kỳ phải ra nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng trong năm 97 và trong 3 năm, 97 hay nào. Thì cái điều ấy thì phải nói là từ từ cái phấn khởi đó mà có thể là mỗi người làm việc có thể là rất là tích cực. Trở thành thị xã tỉnh lỵ với hành trang gần như không có gì. Tam Kỳ ngày ấy chỉ có ngã ba Nam Ngang. Như một cuộc cách mạng to lớn, toàn đảng, toàn quân và dân Tam Kỳ nhanh chóng tranh thủ mọi thời cơ, đồng lòng xây dựng thị xã. Từ việc nhân dân hiến đất mở đường, xây dựng cơ quan hành chính, cho đến việc chủ động chuyển đổi kinh tế, phát động cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Vì người nghèo, xóa nhà tạm.
Bùi Quốc Đinh, người đã gần trọn 20 năm giữ vai trò lãnh đạo của Tam Kỳ từ ngày tái lập tỉnh, đã khẳng định. Cái lớn nhất của Tam Kỳ thật là coi như là cái đô thị. Cái đô thị trong khoảng một thời gian rất ngắn. Ví dụ như là cái thị xã lúc bây giờ coi như là cũng có hành thành sớm, nhưng có một quá trình dài nhưng mà nó không chuyển biến được. Nhưng mà khi tỉnh coi như là chợ Tam Kỳ là trung tâm của tỉnh Quảng Nam, nên là cái lớn nhất thì cái tốc độ đô thị, là cái chuyển đổi, cái phát triển của đô thị Tam Kỳ. Mà trong đó thì là coi như có cái vai trò lãnh đạo của thành phố, rồi có sự hỗ trợ giúp đỡ của trung ương, đặc biệt tức là coi như là cái đồng thuận của dân, cái đồng thuận của dân, thì cái đó có thể nói là coi như là nó tạo ra cái sức mạnh để rồi coi như là hoàn thành được cái công việc. Tâm Kỳ thay đổi cách ghê gớm so với các tỉnh, có tại họ thì khác. Tâm Kỳ có một có ba thôi, có một có ba Nam Ngãi thôi. Còn đường thì đường trên xuống Tâm Kỳ trước nước thì cũng nhỏ hẹp, bây giờ thì đường bao nhiêu là đường ngõ ba ngõ tư, đằng xanh đằng đỏ, thì cái đó là nó thay đổi khách 99%. Từ những dự án chiến lược và những chính sách phát triển kinh tế an sinh xã hội hữu hiệu. Qua thời gian thì chúng tôi thấy cái nổi lên, cái cuộc đổi đời của nhân dân đối với xã Tâm Phú chúng tôi là tôi thấy rằng rất là nhiều. Cái thứ nhất là về cái đối với xã Tâm Phú hồi trước đây là cái vùng đông rất là nghèo nàn, khó khăn dễ sợ, rất vất vả. Đối với nhân dân thì nó thực tế là cơm ăn không đủ no. Mà sau khi cuộc cách mạng về thì cải tạo lại là được cái đồng ruộng, rồi cải tạo được để nâng cao cái đời sống nhân dân. Rõ ràng cái đời sống nhân dân của xã Tâm Phú bây giờ lên rất cao. Về trước đây cái làng quê là một cái làng quê nghèo, chứ không phải có được như ngày nay. Nếu mà có cái sự thay do đổi thịt như ngày hôm nay là được cái sự là quan tâm của cấp trên, nhưng mà cũng là cái sự liên hệ của giữa cái quan hệ quốc tế, thì bây giờ cái tập đoàn của Hàn Quốc là họ xây dựng một cái lò bích quả trung thành, là bây giờ có tương đối là cái đời sống của nhân dân được nâng lên một bước. Những thay đổi lớn lao của Tam Kỳ được nhìn thấy từ cuộc sống cho đến bộ mặt đô thị, đến nỗi khó ai còn nhớ vẹn nguyên hình ảnh thị xã cũ kỹ của ngày xưa, nhưng lại thừa đủ niềm tự hào và kiêu hãnh cho một thành phố trẻ. Thành phố đã được dựng xây bền vững từ chính sức mạnh tình yêu quê hương của người dân. Thực ra mà nói là trong 5 năm đấy, thành phố phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện để đạt hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại 2 trong nhiệm kỳ từ nay đến năm 2020. Và cũng trong thời gian này thì chúng ta chuẩn bị cái chương trình phát triển mới, thì chúng ta đang phấn đấu để sau những năm 20 thì định hướng đô thị Tam Kỳ trở thành là đô thị loại 1, xin với một cái hướng là phát triển mạnh về phía đông và phía đông nam, tạo thành một cái trung tâm thực sự là vững mạnh cả về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, không chỉ của tỉnh Quảng Nam
và rồng của khu vực. Sau chặng đường 20 năm, thành phố Tam Kỳ hôm nay đã thực sự xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh Quảng Nam. Một đô thị năng động, đầy tiềm năng phát triển trong tương lai.